cháu cứ đóng cho bác 100 triệu. Vay tiền á? Ờ, chắc anh nhầm máy rồi nhá. Tôi không vay tiền của ai đâu. Từ sáng đến giờ, con nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Người ta đòi tiền con. Cậu không phải thắc mắc linh tinh. Nhiệm vụ của cậu ấy là diễn cho nó tròn vai vào. Cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày này rồi ông ạ. Người như ông là cứ phải có tôi ở bên chăm sóc thì mới xong. Tôi biết, mấy năm nay bà cũng chịu khổ nhiều rồi. Nhưng bây giờ ấy, tôi với bà về chung một nhà rồi. Bà hãy cùng với tôi vun vén chăm sóc cho con cái được nhờ bà nhé. Vâng, bằng từng này tuổi rồi, tôi đồng ý về chung sống với ông là để chăm sóc cho ông và các con. Ông cứ tin ở tôi. Alo, Linh hả? Ừ, bác Vân đây. Có khỏe không cháu? Ừ, bác dạo này cũng hơi mệt vì đang có cái chuyện này. Bác nói chuyện được không? Ừ, chả là thế này. À, cháu biết cái Thảo con riêng của chồng bác cái gì? Ừ, công ty của nó là công ty Hồng Phát. Bây giờ đang làm ăn phát đạt lắm. Đấy, cháu có nghe trên mạng ấy. Ừ, ừ đúng rồi. Ừ, cháu thức thời đấy. À, bây giờ công ty đang làm ăn rất thịnh vượng. Mà cái dự án này ấy thì bác ca nghĩ là nó sẽ sinh lời rất là nhiều. Cháu cứ đóng cho bác 100 triệu. Ừ, bác đảm bảo sinh lời bằng mấy ngân hàng đấy chứ. Ừ, ừ, rồi cháu thu xếp càng nhanh càng tốt nhá. Chứ không cái dự án cái này họ không chờ được. Ừ, cứ suy nghĩ đi, nhanh báo lại cho bác nhá. Ừ, ừ, rồi, chào cháu. Được 300 triệu rồi, còn 200 triệu huy động nốt. Thế là xong. Alo. Alo, xin lỗi ai đấy ạ? Vay tiền á? Ờ, chắc anh nhầm máy rồi nhá. Tôi không vay tiền của ai đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh. Anh nhầm số rồi, thế nhá. Alo, bà là ai đấy? Tiền nào? Tôi không biết gì hết nhá. Tôi không vay được đồng tiền nào của bà đâu. À mà ai cho bà số này của tôi đấy? À thì ra là thế. Nếu thế thì bà gọi điện cho bà Vân nhá. Chứ tôi không biết gì hết đâu. Tôi không cầm được đồng tiền nào của bà đâu. Thế nhá, chào bà. Bố với dì về rồi đấy ạ? Ừ. Mà Thảo này, sao hôm nay con về sớm thế? Đã ăn uống gì chưa? Mà bố bảo này, gọi mẹ cho nó quen đi. Gọi dì ấy, nghe nó xa cách lắm. À, bố này, bố để con nói chuyện riêng với dì Vân một lát nhá. Sao? Có chuyện gì nghiêm trọng với con? Ôi ông ơi, tự nhiên tôi thấy đau đầu quá. Chóng mặt, chắc là bị trúng gió rồi hay sao ấy. Thảo ơi, chuyện này để dì nói chuyện với con sau nhá. Ông ơi, ông đỡ tôi vào trong nhà lấy dầu xoa vào hai bên thái dương hộ tôi cái. Dì à, dì muốn đi nghỉ thì cũng được thôi. Nhưng mà số tiền dì vay người ta thì dì thu xếp mà trả đi. Dì Thảo, con nói linh tinh cái gì thế? Mẹ đang mệt đấy, con vào nấu cho mẹ bát cháo đi. Con
bận bao nhiêu việc. Để lát nữa tôi đỡ, tôi ăn tạm cái gì cũng được. Dì mệt lắm đúng không ạ? Phải rồi, gọi điện vay tiền người ta khắp nơi thì chẳng mệt. Thảo. Bố à, từ sáng đến giờ con nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại người ta đòi tiền con, mà con không hiểu là con đi vay tiền của ai, lúc nào. Con hỏi ra thì mới biết, hóa ra là dì Vân nhà mình dùng danh nghĩa của con để đi vay tiền khắp nơi. Con tính cũng phải lên đến tiền tỷ rồi đấy bố ạ. Mà dì cần nhiều tiền như thế để làm gì thế? Không phải như thế đâu, mẹ có biết gì đâu. Mẹ á? Bà đừng xưng hô như thế với tôi, tôi nghe chướng tai lắm. Thảo, mà chuyện này như thế nào ấy thì bà giải thích cho con nó hiểu đi. Chuyện là thế này, tôi thấy cái Thảo nhà mình thân con gái mà cứ đi lo tiền hết chỗ nọ đến chỗ kia để điều hành công ty, cho nên tôi mới gọi điện những chỗ quen biết để vay cho nó một chút tiền để nó làm ăn, chứ có gì đâu. Dì vay tiền cho tôi làm ăn á? Thế sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy dì đưa tiền cho tôi? Kìa Thảo, chuyện chỉ có như vậy thôi mà sao con nỡ to tiếng với mẹ. Đấy á, là mẹ cũng lo cho con nên mới làm như vậy thôi. Thôi, từ nay đừng nhắc cái chuyện này nữa. Ông ơi, ông đừng mắng con. Tất cả là do tôi tự tung tự tác, không hỏi ý kiến ai cả. Với cả, giữa tôi và con, hai người vẫn chưa có sự hòa hợp. Thảo ơi, mẹ có làm cái gì không phải thì con cho mẹ xin lỗi nhá. Dì không phải xin lỗi tôi đâu. Nhưng mà số tiền mà dì đi vay mọi người ấy, thì dì liệt kê ra đi. Có gì tôi thu xếp, tôi gửi trả lại cho họ. Thôi được rồi. Từ nay á, đừng có ai nhắc đến chuyện tiền nong nữa nhá. Bây giờ ấy, mẹ con đang mệt, để bố đưa mẹ con vào trong nhà, con đi nấu cho bố nồi cháo nhá. Nào, ba. Bà dám hẹn gặp tôi ra đây cơ. Cậu không phải thắc mắc linh tinh. Nhiệm vụ của cậu ấy là diễn cho nó tròn vai vào, để nhanh nhanh tống cổ cái Thảo ra khỏi nhà. Được rồi, cứ có tiền thầy làm hết. Được, xong việc tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Cứ theo kế hoạch mà làm. 30 phút nữa nhá. Ok. Thảo ơi, mở cửa cho anh đi Thảo ơi. Quái lạ, ai mà lại đập cửa nhà mình ầm ầm thế nhở? Ông ơi, ông xem có phải ai đang gọi tên cái Thảo nhà mình không? Thảo ơi. Ông xem có phải đứa nào gọi tên cái Thảo không? Bà đem tôi ra xem. Cậu vào đây, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Thảo ơi, em ra đây ngay cho anh. Em lười lên giường, bây giờ em không chịu trách nhiệm mà. Ô, cái câu này, cậu nói linh tinh cái gì thế? Ông là ai? Ông gọi Thảo ngay ra đây cho tôi. Đường đường là một chủ tịch của công ty lớn, bây giờ lại đi lừa tình của một thằng đàn ông. Tôi là bố cái Thảo. Cậu là ai mà tự nhiên cậu đến đây, cậu làm ầm lên, vu khống cho con gái tôi? Để tôi báo công an. Vu khống á? Tôi có clip nóng của tôi con gái ông đấy, ông muốn xem không? Này, cậu cất cái đồ ẩn thỉu đấy đi nhá. Cậu định bỏ ra đây cho ai xem đấy hả? Bây giờ cậu muốn gì? Đơn giản thôi, nhét vào mồm tôi 100 triệu, tôi sẽ không hé lửa lời. Còn không, tôi sẽ gửi thẳng clip này lên công ty, xem con gái ông có ngẩng mặt lên được không. Cậu dám à? Ê, thôi ông ơi, 100 triệu mà cứu vãn được danh dự cho con gái thì có là gì? Không đưa tiền cho cậu ta, lỡ may cậu ta tung cái lực clip nóng lên rằng là con mình ăn chơi đảng điếm thì con Thảo nhà mình nó còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài đường nữa hả ông? Thôi, mình cứ đưa tiền cho cậu ta đi, rồi mình từ từ nói chuyện với con gái ông nhá.
Mà cái Thảo nhà mình nó còn chưa lấy chồng. Tôi ấy thì mới lấy ông được có mấy tháng. Nhà này còn cần phải sống, còn cần phải có danh dự. Tiền ấy thì có thể kiếm lại được, chứ danh dự thì... Đúng là con dại cái mang mà. Ông ơi, thế để tôi vào tôi lấy tiền, tôi đưa cho cậu ta nhá. Đủ rồi. Bố ạ. Con về rồi đi ạ. Bà đừng hòng đọc lấy tiền của nhà tôi. Thảo, con bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ, con không thương bố mẹ nữa hả Thảo? Đến giờ này mà bà vẫn còn diễn được à? Tôi đã biết hết tất cả kế hoạch của bà rồi. Kế hoạch gì? Mẹ chỉ đang cố gắng cứu vãn cái danh dự cho con cái trong nhà này thôi mà. Thảo, chuyện này là như thế nào? Bố ạ, tất cả kế hoạch là của bà ta gây ra. Ngay từ đầu, bà ta đã dùng danh tiếng của con để đi vay tiền khắp nơi. Đến khi con biết chuyện thì lại giấu nhẹm đi, giả vờ bệnh, giả vờ ốm. Đến ngày hôm nay thì bà ta đã bỏ tiền thuê người đàn ông này đến để sỉ nhục con và tống tiền bố đấy bố ạ. Thảo, sao sao lại có chuyện như thế được? Anh hiểu, anh nói rõ mọi chuyện cho bố tôi biết đi. Con gái ông nói đúng đấy. Bà ta thuê tôi để đến nhà ông ăn vạ, tống tiền. Bà ta hứa với tôi cho tôi một khoản đấy. Hai đứa chúng mày hùa nhau để hại tao đúng không? Mình ơi, mình đừng nghe chúng nó nói. Tôi có tin nhắn tôi với bà, ông có muốn xem không? Mày là đồ ăn cháo đấy bác. Tao đã tốn bao nhiêu tiền để thuê mày, vậy mà mày đối xử với tao như thế đấy à? Hai đứa chúng mày là đồ khốn nạn. Bà đừng buông lời xỉ vả người khác nữa. Bà nhìn lại bản thân của bà đi. Bố tôi đã đối xử với bà như thế nào, yêu thương bà ra sao, mà bây giờ bà làm ra những trò như thế. Đúng là tôi đã nuôi ông tay áo. Ông ơi, tôi xin ông, tôi sai rồi. Tất cả những việc tôi làm là cũng chỉ muốn cái Thảo nó tôn trọng tôi hơn thôi. Tôi không nghĩ mọi việc nó lại ra thế này. Bà thôi đi, tất cả hãy đi hết đi. Bà hãy nhớ rằng nhân quả báo ứng. Ngày hôm nay bà lừa được của thiên hạ 1 đồng thì ngày mai bà sẽ phải trả lại gấp 10 lần đấy. Mình ơi, tôi xin mình, tôi xin mình mà. Bà đi đi. Mời bà ra khỏi nhà tôi ngay. Bố tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Bà đi ngay đi. Con. Cô ơi, cô làm ơn làm phước cho tôi xin mấy đồng. Cháu mới mua hộp xôi nhưng mà không kịp ăn. Cô ăn hộ cháu nhá. Là bà lão ăn xin. Lừa đảo như thế này thật được lắm cô ạ. Từ bây giờ đến tối nhá, mà cũng với cái tình hình như thế này ý, bà biết phải như thế nào rồi đấy. Tôi không có nhà, không có cửa. Hay là giờ cô về làm giúp việc cho cháu. Quá phạt luôn. Chúng mày không biết cái gì thì cút đi. Bằng chứng đầy đủ thế này rồi, cô còn định giải thích gì nữa không? Cô ơi, cô làm ơn làm phước cho tôi xin mấy đồng. Cô làm ơn làm phước ạ. Chào đời cô ạ. Vâng, cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cháu mới mua hộp xôi nhưng mà không kịp ăn. Cô ăn hộ cháu nhá. Cô cứ nhận đi, không phải ngại đâu ạ.
Vậy tôi xin cô. Cảm ơn cô ạ. Alo. Ừ, chị đây. Chị để quên đồ ở nhà. Chị về lấy tài liệu rồi chị quay lại. Em nhớ chuẩn bị thật kỹ cho cuộc gặp đối tác chiều nay nhé. Ok. Đúng là cái loại ăn hại mà. Ngồi cả buổi sáng mà chỉ được có mấy đồng như này thôi à? Là bà lão ăn xin. Sao tay chân bà ấy? Hôm nay mà không đạt chỉ tiêu ấy thì bà nhịn ăn cơm được chưa? Cô ơi, tôi xin nhưng mà người ta không cho ạ. Sao bà dốt thế? Đã đi ăn xin giả tàn tật rồi thì phải rên rỉ oi nhiều vào. Ngồi im này lì này thì ai người ta cho hả? Bà cái bà già này, tôi phải đánh cho bà một trận mới được ấy. Cô ơi, tôi xin cô đừng đánh tôi cô ơi. Đã biết sợ như thế thì chăm làm vào. Tôi có bảo bà phải chết đi, bà không được cãi nữa chứ. Ôi, cô bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, nhưng lừa đảo như thế này thật đứng lắm cô ạ. Cầm mồm vào. Muốn có cái đổ vào mồm ấy thì làm nó tử tế vào. Lần này bỏ trốn nữa ấy, đừng có trách tôi đã. Làm đi. Từ bây giờ đến tối nhá, mà cũng với cái tình hình như thế này thì bà biết phải như thế nào rồi đấy. Cô ơi, cháu đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà cháu không trách cô đâu. Cô đừng có lo, cháu sẽ không làm gì cô hết. Cháu biết là cô chỉ là người bị hại trong chuyện này thôi. Cháu sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng mà cô phải nói cho cháu biết mọi chuyện. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tôi không có nhà, không có cửa, tôi không có con cái. Tôi đến đây lang thang để ăn xin. Gặp cô ta một ngày đói và rét. Cô ta hứa với tôi là sẽ cho ăn, cho ở, rồi tìm công ăn việc làm cho tôi ạ. Nên là tôi tin. Nhưng không ngờ cô ấy bắt chúng tôi đi làm những việc thất nhân thất đức thế này ạ. Chỉ cho chúng tôi ăn thôi, còn tiền ăn xin về cô ấy lấy hết ạ. Thế ngoài cô ra, cô ta còn làm hại những người khác nữa không ạ? Có chứ ạ. Cô ta gom về nhiều người lắm. Cô ta bắt chúng tôi giả tàng tật để đi ăn xin ạ. Thật là thất đức. Cô ơi, sao cô không tìm cách bỏ trốn rồi báo công an ạ? Tôi chạy đi rồi, nhưng bị người ta bắt lại. Người ta đánh cho thừa sống thiếu chết ạ. Giờ tôi già rồi, không còn sức để chạy nữa. Tội nghiệp cô. Hay là giờ cô về làm giúp việc cho cháu, vừa có tiền lại không bị người ta hành hạ đánh đập nữa. Thôi ạ, giờ tôi mà đi theo cô á, người ta đánh chết rồi ạ. Rồi lại còn liên lụy đến cô nữa. Thôi tôi không đi đâu. Tội nghiệp quá. Cháu sẽ nghĩ cách giúp cô. Nhưng mà
giờ mà muốn tố cáo cô ta thì mình phải có bằng chứng á. Cái gì bây giờ cô? Cháu đã nghĩ ra cách này rồi. Cô cứ làm như thế này nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Có cháu ở đây rồi, cô không việc gì phải lo cả. Thật ạ? Cảm ơn cậu nhá. Xin chào chị. Cô ta chưa đến ạ? Chưa. Thế thì cứ theo kế hoạch của cô cháu mình cô làm nhá. Nhưng mà tôi thấy sợ lắm. Không sao đâu, cháu sẽ đứng ở kia. Nếu như có vấn đề gì, cháu sẽ chạy ra ngay. Cô cứ yên tâm, sẽ không ai làm gì được cô đâu. Chỉ cần cô cứ tỏ ra bình thường là được. Cố lên. Này, dậy, dậy mau. Ai cho bà ngủ mà ngủ à? Tối nay tôi phải gọi chúng nó ra dần cho bà một trận mới được. Rồi thật đấy. Giỏi nhờ. Hôm nay bà phải gan hùm hay sao mà dám cãi lời tôi như thế hả? Cả ngày chỉ có cái việc ngồi đây giả que giả cụt để ăn xin, rủ lòng thương của thiên hạ tôi cũng không làm được là thế nào hả? Hay là bà lại muốn giống con mụ Ngân béo, dám cãi lời tôi để tôi cho hóa phác luôn. Mất cái đồ độc ác. Bà dám chửi tôi à? Tôi phải cho bà một trận. Dừng lại. Chúng mày là ai hả? Đây không phải là chuyện của chúng mày. Mau cút đi. Bắt nạt một người lớn tuổi như vậy cô không thấy nhục à? Mày là con nào? Thế thì mày chưa biết tao là ai rồi. Từ trước đến nay, tao chưa ngán ngẩm bất kỳ một đứa nào đâu. Tôi là người vẫn thường xuyên đi qua đây, và tôi vẫn thường cho tiền cô ấy. Và cũng đã có lần, tôi chứng kiến được cảnh cô bạo hành cô ấy và lợi dụng cô ấy nữa. Mày nhìn tao như thế này, mà phải đi giao du với bọn ăn xin ăn mày bẩn thỉu thế này á? Xin lỗi, mày nhầm to rồi đấy. Chính con mụ già này đã ăn trộm tiền của tao, ok? Chúng mày không biết cái gì thì cút đi. Thật đúng là không hổ danh là bà trùm chuyên chăn dắt. Nói dối một cách trắng trợn mà cô không biết ngượng mồm à? Mày nói liên truyền cái gì đấy hả con kia? Được, tôi sẽ cho cô xem cái này. Đây, xem đi. Mày dám. Bà, chính bà là người đã nói chúng nó đúng không hả? Sao? Bằng chứng đầy đủ thế này rồi, cô còn định giải thích gì nữa không? Tôi sẽ giao cô cho công an để người ta điều tra thêm về đường dây của cô. Chúng mày cứ nhớ cái mặt tao đấy. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Đúng lúc lắm. Đúng vậy. Công an họ đến rồi. Bỏ tay ra. Em giúp chị giao cô ta cho công an. Chị đưa cho em cái này nữa. Lát nữa em cũng nộp cho họ. Và việc còn lại tự em lo liệu hết giúp chị. Mày nhớ mặt tao đấy. Cô ơi, giờ kẻ ác đã bị bắt rồi, sẽ không còn ai đến đây để đánh đập hành hạ cô nữa đâu. Cô cứ yên tâm nhá. Cô ta là người có lỗi, kẻ xấu như cô ta chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Cô làm thế này cũng đã giúp ích được cho những người đồng cảnh ngộ với cô rồi đấy ạ. Thôi, từ giờ cô về làm giúp việc cho gia đình cháu, giúp cháu trông coi nhà cửa luôn, cô nhá. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thôi, mình về đi cô. Mình đi.